Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông thanh niên với văn hóa giao thông trên mạng xã hội năm 2023. Thời gian triển khai chiến dịch từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023, trong đó sẽ xây dựng các sản phẩm truyền thông đăng tải trên các mạng xã hội của tổ chức đoàn hội các cấp về các nội dung liên quan đến thanh niên với văn hóa giao thông, mô hình hay, sáng tạo để tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong tham gia giao thông. Trong khuôn khổ các hoạt động của chiến dịch, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi tuyên truyền về văn hóa giao thông trên nền tảng mạng xã hội TikTok với chủ đề Thanh niên đã uống, không lái. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Nội dung dự thi là tạo ra các video clip ngắn trên nền tảng TikTok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo để cổ vũ việc không uống bia rượu khi tham gia giao thông, lên án các hành vi khi uống rượu bia khi tham gia giao thông trong thanh niên.